Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Trong cuộc sống hiện tại, đôi khi có những thứ mà chẳng phải muốn mà chúng ta có được, như du thuyền, máy bay, siêu xe. Với tiêu chí thích thì làm, rất nhiều nhân tài YouTuber, ông Hoàng sáng tạo Việt đã đem đến những sản phẩm cực kỳ độc đáo. Chính bàn tay của những con người Việt Nam này đã tạo nên những kiệt tác khiến báo chí thế giới phải tốn không ít giấy mực. Họ không tin những chiếc siêu xe như Lamborghini hay Bugatti trong tay những nghệ nhân lại sắc sảo đến thế. Trên mạch đó chưa đủ, các nhân tài Việt Nam lại tiếp tục lăn lướt xuống biển và lên trời. Những sản phẩm nào sẽ có tên trong danh sách ngày hôm nay? Hãy cùng Thế Giới Hôm Nay khám phá về 7 sản phẩm mà YouTuber Việt thực hiện khiến thế giới kinh ngạc nhé! 7. Chế tạo du thuyền bằng phế liệu. Thay vì phải bỏ ra hàng chục triệu đô để tạo một chiếc du thuyền cá nhân, thì anh chàng Trần Long Hồ lại tự sản xuất một chiếc cho riêng mình. Trong một lần đi dạo, anh vô tình phát hiện một phần động cơ thuyền cũ nằm dưới biển, tin rằng nó vẫn có thể sử dụng lại. Anh chàng đã tìm đến các vựa phế liệu để mua thêm phụ tùng, làm ra một chiếc thuyền có 102. Phần máy sau khi được anh chàng tân trang đã vô cùng bóng bẩy và như mới, thậm chí hoạt động khá tốt. Bên cạnh các phần nội thất, thì phần ngoại thất thân tàu được nam YouTuber chế tạo từ một chiếc thuyền tuần tra cảnh sát cũ. Anh chỉ giữ lại phần dưới của thuyền, còn phần trên là do anh tự thiết kế. Để chống thấm nước, anh còn cẩn thận dùng hỗn hợp giữa sợi thủy tinh và nhựa composite để đắp lên con thuyền. Sau 90 ngày, chiếc du thuyền có thể chạy băng băng trên nước mà không có vấn đề gì. Và tất nhiên, nó chẳng tốn đến hàng chục triệu đô để sở hữu. Ngoài chiếc du thuyền, nam YouTuber còn sáng chế ra rất nhiều mẫu du thuyền khác. Một trong số đó đã khiến cộng đồng mạng kinh ngạc chính là tấm ván lướt phản lực này. Thay vì sử dụng sóng biển để lướt, thì giờ đây, với tấm ván này, bạn sẽ có thể lướt ngay cả khi đang ở trên sông và còn rất nhanh. Sáu, xe tăng gỗ. Nếu nhìn vào cái tên Andy Woodworking Art, cộng thêm hàng ngàn bình luận đều đến từ nước ngoài, có lẽ bạn sẽ nghĩ rằng đây là một kênh YouTube của một anh chàng nước ngoài nào đó. Tuy nhiên đây là kênh chính chủ Việt Nam đấy nhé. Với độ sáng tạo và khéo tay của mình, chủ nhân của kênh đã cho ra đời nhiều sản phẩm từ gỗ, nhất là các dòng xe. Các sản phẩm của anh sau khi được đăng tải đều nhận được rất nhiều sự chú ý từ khán giả quốc tế. Nếu sợ theo từ khóa của kênh, bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều bài báo nước ngoài khen ngợi về kênh. Không chỉ các dòng xe bình thường hay siêu xe, mà anh chàng YouTuber này còn làm ra cả nhiều mẫu xe tăng. EBR-105 là chiếc xe tăng mà anh chàng đã mất gần 100 ngày để hoàn thành. Chiếc xe đã được tái thiết từ một chiếc Mitsubishi cũ. Sau khi gọt đẽo các chi tiết không cần thiết, chiếc xe được dựng lên với một bộ khung sắt để dễ dàng ốp gỗ hơn. Các chi tiết trên xe cũng được chủ nhân thực hiện một cách tỉ mỉ. Khi được chạy trên đường, chiếc xe tăng bang bang qua cánh đồng cỏ, có thể quay qua quay lại như hàng reel, đặc biệt là còn có thể bắn đạn nữa đấy. Không có từ nào có thể diễn tả món đồ tuyệt vời này. Nó là một kiệt tác thật tuyệt. Chiếc xe tăng y hệt như trong game, ước gì anh ta có thể sản xuất để mọi người có thể mua được đồ của anh ta làm. Đó là những lời mà người xem quốc tế đã để lại. 5. Xe phản lực. Nếu đã quá chán với việc phải ngồi khi lái xe, bạn hãy thử chiếc xe của anh chàng này xem. Chỉ với vài thanh sắt, chủ nhân của kênh NSD Vlog đã làm ra một chiếc xe phản lực đơn giản. Phần đầu chiếc xe có công tắc khẩn cấp và phần tay thắng, nối liền với trục của hai bánh xe đạp. Phần đuôi thì được gắn với hai phần động cơ chạy xăng mạnh mẽ, thiết kế theo các cánh quạt phản lực. Theo đó, bạn chỉ cần nằm thẳng lên xe và điều khiển nó. Để êm ái hơn, nam YouTuber còn thiết kế thêm phần đệm lót. Phía dưới video, người xem trong nước và nước ngoài đã để lại rất nhiều lời khen ngợi về sự sáng tạo của anh. Tuy nhiên, có vẻ chiếc xe này khá nguy hiểm khi không thể kiểm soát tốt như khi ngồi, đặc biệt là nếu đi với tốc độ nhanh mà không có đồ bảo hộ. Không chỉ chiếc xe phản lực, nam YouTuber của kênh còn sáng tạo rất nhiều món độc đáo và mới lạ khác. Ví dụ như đổ bô vào cưa gỗ, một sáng kiến phù hợp với những người thích nghe tiếng bô, hay chiếc xe rùa có gắn động cơ. Thế này thì chẳng lo tốn sức khi đẩy hàng rồi. 4. Chế tạo xe Jeep. Sức sáng tạo của con người Việt Nam thật chẳng thua kém bất cứ một nước nào.
chỉ từ một mô hình đồ chơi, nam YouTuber của kênh Sáng Tạo.com đã tự tạo cho mình một chiếc xe Jeep Mini. Chiếc xe được sử dụng động cơ hybrid, vừa có thể chạy xăng, vừa có thể chạy bằng điện. Với kinh nghiệm từng chế tác những phiên bản xe đạp thành ô tô trước đó, anh chàng này đã vô cùng thuần thục trong việc xây dựng khung xương sườn cho xe. Chỉ không lâu sau đó, từng bộ phận của xe lần lượt được lắp vào, cả quá trình như đang trong một gara ô tô thật sự. Khi sản phẩm được hoàn thành sau 3 tuần, nam YouTuber đã lái nó dạo qua một vòng thôn xóm. Dù là hàng nhà làm, thế nhưng chiếc xe được thiết kế rất tốt, có cả đèn xi nhan, đèn pha để có thể đi vào buổi tối. Sản phẩm này đã được rất nhiều người mong đợi, bằng chứng ở việc khi video hoàn thành được đăng tải, rất nhiều người đã để lại bình luận thích thú, thể hiện sự mong đợi từ video trước. Chiếc xe thật sự xuất sắc đúng không các bạn? Ba, chế tạo máy xúc. Khi còn nhỏ, những chiếc máy xúc, cần cẩu dường như là một món đồ chơi vô cùng quen thuộc. Khi lớn lên, có lẽ những món đồ chơi đó đã không còn phù hợp nữa. Do đó mà một nam thanh niên ở Yên Bái đã tự chế cho mình một chiếc cần cẩu đồ chơi phiên bản khổng lồ. Nó dựa trên phiên bản thực và có kích thước bằng 1/8 nó. Để hoạt động cần cẩu, chủ nhân của kênh RC Action Homemade đã sử dụng một hệ thống van thủy lực để lắp vào. Theo bạn, chiếc máy xúc này sau khi hoàn thành sẽ mất thời gian bao lâu? Comment dự đoán của bạn xuống dưới nhé! Khi hoàn thiện, chiếc máy xúc có thể di chuyển thông qua một bộ điều khiển. Đặc biệt, dù là một chiếc cần cẩu tự lắp ráp, nhưng khi cần, nó vẫn có thể nâng hạ một người hết sức bình thường. Kỹ năng của anh chàng đã khiến một người xem phải thốt lên rằng mình sẵn sàng thuê anh ta nếu anh có bất kỳ một tấm bằng kỹ sư nào. Máy bay trực thăng. Đã có trên mặt đất, cũng đã có dưới nước, người dân Việt Nam còn thể hiện sự sáng tạo khi muốn chạm đến cả bầu trời. Rất nhiều sản phẩm máy bay tự chế như máy bay dù, trực thăng đã được những đôi bàn tay khéo léo tạo nên. Bên cạnh những chiếc máy bay vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm, chưa thể bay lên trời, thì đã có những phiên bản có thể bay lên với độ ổn định cực tốt. Như sản phẩm máy bay của Hai Lúa Bình Dương, Bùi Hiển đã có thể bay lên với độ cao 2m. Và tốc độ lên đến 40-50 km/h. Đến nay, ông đã có đến 2 chiếc máy bay làm niềm tự hào của riêng mình. Mặt khác, bạn có biết, trong khi chế tác và thử nghiệm máy bay, anh Nguyễn Văn Thắng tại Hà Nội đã từng bị lập biên bản và buộc phải ngừng bay. Tuy nhiên, đừng cho rằng nhà nước đang cấm túc sự sáng tạo của người dân. Trên thực tế, những người lập ra máy bay còn phải có văn bản thông báo đến chính quyền địa phương về dự án của mình. Nếu dự án có triển vọng, bạn thậm chí còn có cơ hội được cấp vốn nữa đấy. Một, chế tạo Bugatti. Bugatti là một trong những hãng xe có quy định nghiêm ngặt về số lượng và những người mà họ sẽ bán sản phẩm của mình. Tuy nhiên, nếu tính tổng, chúng ta hiện có đến 2 chiếc Bugatti xuất hiện trên đất Việt. Một là chiếc Bugatti đến từ Pháp của ông chủ Trung Nguyên, hai là chiếc Bugatti Chiron Made in Việt Nam đến từ nhóm bạn trẻ Nhất TV. Với hơn 600 triệu, nhóm YouTuber này đã tạo nên một phiên bản hoàn hảo từ trong ra ngoài của mẫu xe này. Đến cả người chuyên review siêu xe, cô nàng Supercar Blondie cũng phải nể phục và thường xuyên khen ngợi. Báo chí quốc tế thì đưa tin. Để chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết của chiếc xe, Nhất TV đã phải mất hơn một năm để hoàn thành nó. Từ khâu đổ khuôn, phun sơn cho đến bọc da cho phần nội thất. Dưới phần bình luận của mọi video về quá trình sản xuất, hàng ngàn người xem đã để lại bình luận khen ngợi. Không chỉ tiếng Anh mà còn rất nhiều thứ tiếng khác như Nga, Thái, Trung. Hiện tại, nhóm đang thực hiện dự án mới với một mẫu xe đến từ Ferrari. Thật sự rất trông chờ vào sản phẩm này đấy. Sản phẩm Việt nào khiến bạn ấn tượng nhất? Chia sẻ cho mọi người biết nhé! Like và subscribe kênh để theo dõi nhiều video hơn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!